Đó là hết cái phiên khúc đầu. Đoạn A. Đã gọi nó đoạn A. Rồi. Được chưa nào? Rồi chúng ta tiếp đoạn điệp khúc. Đoạn B. La la sol. Hết bài và chúng ta sẽ chơi lại cái intro.
chúng ta sẽ đi qua phần điệp khúc, trở lại phần điệp khúc cho tới hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có cả phần đệ bộ. Da 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 da.
tắt ngay trong lòng. Chỉ thấy tiếc không, chỉ tiếng không mây phủ lấp về. Rồi giờ không nào? Rồi giờ chúng ta sẽ chơi một lần từ bắt đầu từ intro. Quen nhau chưa nói một lời,
thì chúng ta cứ đơn giản là chúng ta sẽ tay trái chúng ta bấm cái gì thì tay này chúng ta đánh như vậy, và chúng ta đánh thêm vài nốt chẳng không cần đánh nhiều. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước duyên tình mình, suốt đời tình thâm sâu. Kiếm thương đầy tôi mong thấy ai tìm về làm mối sinh. Nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu mộng như sớm xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn quên rồi lại thôi nói ra em. Bao giờ cho quay.
có bạn hỏi là cách đệm như thế nào, thì đó là chúng ta cách chúng ta sẽ đệm cho người ta hát. Nó sẽ nhiều cách, nhưng mà ở đây thì trước mắt thì chúng ta cứ giữ những cái đơn giản nhất, tại vì nó còn rất là nhiều. Thì cứ các bạn bấm tay này, bấm cái gì thì tay này chúng ta sẽ bấm như vậy. Ví dụ bên đây bấm la thử như vậy. Thì bên đây chúng ta cũng bấm la thử như vậy. Bên đây bấm pha chữ này chúng ta cũng bấm như vậy. Mì vậy. Cứ bấm, cứ hợp âm gì thì chúng ta bấm như vậy. Các bạn cũng có thể bấm ở cái thế đạo khác, bài học hôm nay thì các bạn chú ý một điều. Thứ nhất là các bạn sẽ ráng cảm nhận cái tiết tấu của điệu rumba bolero, rumba và bolero, đó là cái yêu cầu đầu tiên. Cái thứ hai là các bạn sẽ để ý cái vòng hòa âm này, các bạn sẽ rất hay gặp nó, chúng ta chơi và ráng cảm nhận nó. Để khi nữa mà nghe cái vòng này, chúng ta lập tức chúng ta nhận diện được nó liền. Đây là một cái vòng người ta gọi là acco vòng, là cái này rất hay sử dụng. Từ lúc mà từ la 7 qua re, la 7 qua re thứ son 7 do major 7 pha chuyển đi mi 7 là thử. Đây là cái vòng rất là hay gặp. Các bạn ráng tập nó nhuần nhuyễn. Các bạn tập nhiều thì các bạn sẽ nhớ nó, trong và khi chúng ta nghe gặp nó là chúng ta phát hiện ra được nó liền. Rồi. Tới đây là chúng ta đã hoàn tất cái bài này, đúng không nào? Chúc các bạn tập thật tốt, ngày càng tiến bộ. Xin chào và hẹn gặp lại.